Đây chính là Vinmart ở gần nhà mình. Sau khi lấy được phiếu đi chợ, mình đã phải ra ngay vì có một số đồ mình cần phải mua. Do có ít người đến mua hàng do dịch, Vinmart đã tắt vội đèn, vì vậy nhìn nó khá là buồn. Vật đầu tiên mình mua chính là sữa rửa mặt của Hada Labo, dòng Hyaluron. Giá của sản phẩm này thì không hề đắt, mà dùng thì cũng không thấy da bị khô cong queo như một số sữa rửa mặt khác. Dù da mình thì cũng khá là khô. Tiếp đến thì mình mua một củ cà rốt để cố gắng phục thù bằng cơm cuộn, cơm tam giác lần trước. Mong lần này nhìn nó sẽ bớt xấu và ăn ngon hơn. Tranh thủ treat bản thân một chút vì mình đã ăn uống khá là healthy và mình cũng khá là thèm những thứ không healthy cho lắm. Mình vơ vét mì tôm đủ loại để ăn dần vì giờ nhà toàn loại mì tôm mà mình thực sự không thích. Nói thật lòng thì dù khá tội lỗi nhưng mà mình đang khá là háo hức để ăn mì tôm. Mình mua bim bim cua ngày trước, mình chỉ mua được ở gần trường vì ngày xưa Vinmart ở đây không bán. Vì cũng hơi muốn đến trường gặp bạn ý. Đây là chiều chủ nhật và theo lịch thì mình có một số workshop cần được tham gia. Một trong số đó chính là workshop chọn ngành, chọn nghề của Offline Palette. Mình sẽ để link Instagram của Offline Public bên phía dưới để mọi người có thể đăng ký tham gia khi có thêm workshop nhé. Vì mình thấy nó vô cùng bổ ích với mình. Không ít thì nhiều thì mình nghĩ mọi người sẽ đều học hỏi thêm được điều gì đó từ những workshop hay là webinar này. Tuy dịch thì có khá là nhiều hạn chế nhưng đây cũng chính là dịp mà mọi người có thể tiếp cận với rất nhiều thứ hay họ online mà không phải mất công, mất sức đi lại. Nhất là với các workshop được tổ chức ở xa hoặc ở nước ngoài thì đây chính là một cơ hội vô cùng hiếm có. Đây là tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè năm lớp 12, nghĩa là năm học tới có rất nhiều việc và kế hoạch cần thực hiện. Chính vì vậy mình đã quyết định dành tuần này để nghỉ ngơi, làm những chuyện lăng nhăng vớ vẩn mà mình luôn hoãn lại vì bận học hoặc bận làm một điều gì đó hiệu quả. Nhìn giờ hơi thực sự nhưng mình đã lôi hết Kona của mình có trong nhà sang phòng em mình đọc. Hiện tại thì em mình đang không dùng phòng này và nó là phòng học của mình luôn. Sẽ kể cho mọi người chi tiết hơn về sự sắp xếp kỳ quặc này nếu có dịp nhé. Như nhiều người độ tuổi mình thì mình lớn lên với các loại truyện tranh, trong đó có Conan. Dù nhiều thứ đã thay đổi nhưng mà đọc Conan vẫn là một cách rất hay để mình xả stress, để mình cảm giác không phải nghĩ ngợi gì và tạm quên đi rằng mình vẫn còn một đống deadline cần phải hoàn thành. Nói thì hay ho thể thôi chứ mình chỉ đơn giản là đang phườn bụng đọc Conan trong cả một ngày rồi. Và nói thật lòng thì mình không hề hối hận. Và đương nhiên, một tuần nghỉ ngơi sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu mì tôm và thật nhiều trứng. Lần này thì mình dùng mì Coreno mới mua từ Vinmart, cho thêm nhiều trứng cút vì nhà mình hết trứng và mình đã bỏ não đâu đó và quên không mua. Nhân tiện thì mình sẽ khoe mọi người chiếc bát dưa hấu ngồi đấy của mình. Đây chính là quà sinh nhật bạn thân mình tặng, và với một con nghiện dưa hấu như mình thì mình không thể không thích nó. Tôi thích cực kỳ ấy. Vân vân. Để với journal session của mình. Với mình thì viết lách là cách tốt nhất để giao lưu với bản thân và để bỏ những suy nghĩ lộn xộn đang diễn ra trong đầu mình. Giữ một quyển sổ mà một người bạn siêu tuyệt của mình đã tặng, và trong đấy mình ghi chép hầu hết mọi thứ. Mình viết review cảm nhận của mình về những phim, về sách, ghi công thức nấu những thứ mà mình đang chuẩn bị thử nghiệm, và ghi lại những suy nghĩ của mình về hàm bà làng đủ thứ trên đời. Nếu có cơ hội, mình nghĩ tất cả mọi người nên thử dùng một quyển sổ, dù bé dù to thế nào cũng được ý. Thì hãy ghi lại những thứ vụn vặt trong cuộc sống của mọi người. Nhiều khi đọc lại sẽ thấy rất là hay, và nhiều khi thì buồn cười vì ngày xưa tại sao mình lại nghĩ như thế. Đây chính là một món ăn vặt mình rất hay ăn khi mà mình buồn ngủ. Nó đơn giản cực kỳ ấy, chỉ là một hộp sữa chua cho thêm một loại hoa quả tùy chọn và một ít đá là được. Bình thường thì mình sẽ dùng sữa chua bình thường thôi, nhưng mà do hết nên là mình đã dùng sữa chua nha đam. Nhìn thì cũng hơi ngựa ngựa đấy vì mình cho nó một cái bát, nhưng mà thực ra thì cho một ít hoa quả với đá vào hộp sữa chua cũng là quá ok rồi.
Mình sẽ để cho mọi người nghe ASMR. At least là mình cố làm ASMR unboxing album của mình. Và cuối cùng, một mình háo hức nhất, unbox album Kingdom of Red Velvet. Album về sớm hơn mình nghĩ rất nhiều và mình cũng được trả đúng vô bìa mình thích, nên là vui cực ý. Hơi tiếc là trong quá trình vận chuyển thì việc photobook bị nhăn một chút, mình nghĩ là do mưa hoặc do nước gì đấy. Nhưng thực ra trong thời buổi dịch dã bây giờ thì album về được thì mình cũng biết ơn lắm lắm rồi. Mình không bốc trúng cái gì của Bias chứ poster trong girl version. Nhưng mà các chị ai cũng xinh, và tay mình thì thối từ trước đến giờ nên mình thực sự không hề ngạc nhiên ý. Hai tấm poster đi kèm thì to tổ bố và xinh cực kỳ, nhưng mình định sẽ dùng để trang trí cho room makeover. Stay tuned. Nên thực sự là siêu hài lòng. Nói chung đây là một tuần nghỉ ngơi rất vui vẻ và rất chill, nên mình rất vui và sẵn sàng để con nít chạy deadline cho năm học tới rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem vlog của mình. Hẹn gặp lại mọi người vào video tới. Bye!